lúc cháu cười dễ thương lắm à, <laughs> cháu cảm ơn bác à, thật ra hồi này lúc ba mới vào đây cô ấy đã thấy ba mẹ rồi nhưng tại lúc đó ba đang đau quá à vậy đó hả hình như nhờ tiêm mũi thuốc đó mà bây giờ ba thấy không sao rồi không còn thấy đau nữa <laughs> hôm khác cháu sẽ tới nhà chơi ra mắt hai bác hôm nay tại cháu ra ngoài quay phim nên ăn mặc hơi thoải mái cháu xin lỗi cháu bao nhiêu tuổi rồi cô ấy nhỏ hơn con một tuổi À, em đang bận hả à, đúng là hơi bận mọi người đang chờ em ở ngoài đó được rồi cháu cứ việc đi đi hai bác uống nước xong sẽ đi sau à... cháu xin lỗi hai bác Tại gặp nhau bất ngờ quá mà <laughs> à, dạ bác gái hôm khác cháu sẽ tới chính thức thăm hỏi bác rất mong là vậy Hôm nay tại gặp cháu đột ngột quá nên bác ăn mặc cũng. vậy đâu có, cho thấy bác rất đẹp mà. À. Vậy hẹn gặp lại cháu sau nha. Bác cứ gọi cháu là Yuri đi ạ. À. à để sau đi. Em đi trước đi. Vậy cháu xin phép hai bác. Được rồi. Lần sau gặp lại. Dạ thưa bác. Ừ. Cháu đi đi. Được em đi nha hôm nay mấy món mà em thích đều rất tươi ngon ừ. nè em ăn đi cho lại sức ừ. sức khỏe của em còn yếu hơn cả mẹ nữa đó thì làm sao mà chăm sóc cho mẹ đây nè em ăn đi dạ <laughs> Chị dâu không cho em tới bệnh viện Thì em đi làm gì chứ Chị dâu chỉ nói vậy thôi chứ có cái gì đâu Bây giờ mẹ đang nằm bệnh viện mà em còn không tới thăm nữa Lúc nào anh đi thì em đi theo anh Tới nhìn mặt một lát là được rồi Em thay áo ngủ ra đi cái đã Ai, Sao anh phiền quá vậy Mẹ đang bệnh mà em làm như vậy đó hả Sao tự nhiên hét vào mặt của em vậy em làm vậy là xấu mặt anh đó em có hiểu không thôi được rồi em sẽ tới bệnh viện thay quần áo ra là đi thôi mà nhanh lên tại cô bơn xin nghĩ làm em sắp phát điên lên rồi nè mau đi thay quần áo đi có đi không tại vì là mẹ của anh nên anh mới rối lên như vậy chứ gì nhanh lên em biết rồi bây giờ em đi thay quần áo <laughs> mẹ mình bệnh nặng tới như vậy mà anh đông chung không nói cho mình biết cái gì hết giống như là có bí mật gì oh. Oh. đưa kéo đây cho tôi à không 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 để tôi cắt cho cô cứ ăn đi thôi ăn... đưa đây cho tôi đi à thôi nè cắt đi Sao đây không nướng luôn cho khách vậy ta? Mấy nhà hàng khác họ đều nướng sẵn mà. À thôi đưa đây tôi làm cho. Anh ăn đi. Thiệt hả? <cười> <cười> mm, mm, ngon thiệt á. Cô cũng ăn đi. Thịt của tiệm này đúng là ngon ghê. Cô ăn đi ăn đi. Chà, ngon quá trời ngon. À. <laughs> Cô không ăn sao? Tôi chỉ đi với anh tới Seoul thôi đó. <laughs> Chứ cô tưởng tôi định đưa cô tới đảo chơi chu chơi luôn hả? Trên đường đi đừng nói chuyện gì với tôi hết nha. Nè! Tôi biết rồi. Nó không có cắn anh đâu. Tôi là khách quen ở đây mà anh tới ăn cơm hả? Ờ à. Ờ à. Cô cười mới đẹp, đừng có nhăn nhó nữa Bà chú ơi, cho ở đây thêm hai phần thịt nữa nha Ờ, nó không chịu ăn hả? Dạ Có phải là đồ ăn kiểu kiểu mỹ cái gì đó không là phần ăn sáng theo kiểu mỹ đó gì ờ đúng rồi nó cũng không ăn luôn hả dạ Ê trời ơi cái con này tính nhịn cho đói chết luôn sao chị ấy khóc khóc hả Tôi đi nha. Ờ, cậu đi đi. Bác thấy tiệm cháo không sao? Có được không? Ờ, cũng đẹp lắm á. Bác ăn thử pizza đi bác. Bây giờ không có phải là lúc ăn pizza gì đó đâu. <laughs> dạ, mời bác nói đi thưa bác. Sao? Mẹ tôi hả? Giám đốc dặn em đừng nói lại cho chị biết. Sao tới bây giờ con mới chịu nói vậy? Phải nói sớm hơn một chút chứ. chị đi tới đó luôn hả sao nhìn chị ghê lắm hai mắt thì sưng húp lên à cô không được nói cho mẹ tôi biết chuyện tôi tới tìm bánh pizza đâu đó nha Ai... tôi cũng mệt lắm rồi à... cháu với mire đã hoàn toàn chia tay rồi sao ừ không phải vậy đâu bác ơi chính mire đã tới đây thông báo cho cháu là cô ấy sẽ chia tay với cháu đó à, ừ. mire có bạn trai mới hả nó làm gì có ai khác kia chứ vậy tại sao đang thích cháu như vậy đột nhiên cố lại thay đổi thái độ nhanh quá vậy thật ra cháu cũng có nói nếu không có thai sẽ chia tay nhưng mà cháu chỉ nói trong lúc giận dỗi thôi u chu à cháu nhìn bác đi dạ thưa bác không phải bác à muốn đẩy con gái bác bắt cháu phải lấy đâu lúc nào cần chia tay á thì cháu cứ chia tay nhưng mà cháu phải cứu mạng con gái bác trước. Sao vậy? Mire, có chuyện gì rồi sao bác? À, chuyện này, bác không thể nào chính miệng nói với cháu được. À, bác phải nói thì cháu mới biết chứ. Bác nói thật lòng là không phải bác muốn đẩy con gái bác qua bắt cháu phải cưới đâu nha. Hai đứa có gặp nhau rồi nói chuyện cho đàng hoàng. Như vậy sẽ tốt hơn. À, nhưng mà cô ấy không chịu gặp cháu. Tại sao cô ấy lại làm như vậy hả bác? cô ấy nói không thể sống thiếu cháu mà nó không có chịu đi đâu hết đó cứ ở lì ở trong nhà thôi hay là cháu tới nhà bác tìm cách nói chuyện với nó thử coi sao nha cháu dạ cháu sẽ tới thưa bác à, được rồi cháu nhớ đừng có quên chuyện này á nếu như mà cháu có ý nghĩ tốt á thì bác cũng sẽ không là người không biết điều đâu dạ b bác nói như vậy nghĩa là sao tóm lại là có chuyện như vậy đó vậy bác sẽ tin tưởng cháu Tôi bắt về nha. Dạ dạ bắt về. Nhờ con nha, con Rể Kim. Dạ, thưa bác. Chúc cảm ơn bác nha. Ừ, bác đi nha. Dạ, bác đi cẩn thận. Ừ ừ. Ừ. À. Em đang trên đường tới chỗ của anh đây nè. À, 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 à. Con à, có vẻ đỡ hơn nhiều rồi đó. thời à, Giang đúng là bác à. sĩ giỏi có khác mà. À, cũng may là không phải bệnh gì nặng à. lắm. À, trời ơi, à. ừ, vậy thì tốt quá. À đúng rồi, à, mẹ dọn cơm con ăn nha. À, dạ, à, thôi, hồi nãy con ăn mì lạnh rồi. À, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. À. À, thôi vô nghỉ ngơi đi. À, ừ. à, phải rồi. Ở bệnh viện... À, mình à, anh mau vào nằm xuống một lát đi tê giang dặn anh phải nằm mà vào phòng nằm đi à. À. con vào phòng nghỉ ngơi đi dạ à. À. gì vậy mẹ ờ à, ờ à, à, thì mẹ đi trải nệm cho con à, à. À. À, 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 à. vô đi con sao em hút hát quá vậy em bị bệnh sao vì chia tay với anh cho nên em đau lòng quá hả anh đã nói gì với mẹ của em vậy bác ấy kêu anh đi nói chuyện với em nè sao em cứ cứ làm anh lo lắng hoài vậy chứ mà không lẽ em có bạn trai khác rồi sao đúng vậy đó nè em đang giỡn hả em tới để nói với anh chuyện này nếu như anh đã hiểu rồi thì đi tìm một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi khác đi anh anh ta bao nhiêu tuổi anh nói gì anh ta có trẻ hơn anh không anh sao vậy hay tại anh ta đẹp trai hơn anh không phải vậy đâu mà nếu vậy thì tại sao tại vì em đã yêu người đó rồi em còn nói tới tình yêu được nữa hả nè một khi phụ nữ mà có tình yêu thì sẽ trở nên xinh đẹp hơn chứ Úi, còn em sao lại như vậy đây mà là người đang có tình yêu đây hả anh đừng hỏi nữa em xin anh đừng hỏi em gì hết á mì rê à em đừng khóc không sao đâu chúng ta cứ chia tay rồi làm quề lại biết bao nhiêu lần rồi mà ừ, thôi Nín đi, ngoan. Ừ. Làm sao đấy? Em phải làm sao mới được đấy? Alo Em đi Anh hết giờ làm chưa oh. Đạo diễn Choi đang yêu hả? Ờ à, thôi, đừng có nói tới nữa. Chị ấy thay đổi, tôi không ngờ được luôn đó. Hình như chị ấy mới được tặng nhẫn đó. Thiệt vậy sao? Hồi nãy anh làm em ngượng ngùng quá. Sao vậy? Sao anh không nói cho em biết trước? Anh kêu em đợi anh ở quán cà phê rồi sau đó làm em giật mình à. Công việc của em xong rồi hả? Xong xuôi hết rồi. Bây giờ em đang ngồi uống bia với các đồng nghiệp. mời vào con chưa ngủ hả <laughs> con đang đọc tài liệu mẹ vào có được không dạ dĩ nhiên được <laughs> mẹ tò mò lắm hả con ngồi xuống đi ngồi xuống đây đi ừ uhm, tuổi tác học vấn gia đình ba mẹ như thế nào có phải không dĩ nhiên là mẹ rất muốn biết rồi tuổi tác thì như con đã nói rồi cô ấy nhỏ hơn con một tuổi uhm gia đình giàu có học vấn cũng cao nữa ba mẹ cũng rất tốt kể mẹ nghe về gia đình nó đi ông nội ba và em trai cô ấy đều là bác sĩ thật sao vậy mà lâu nay mẹ cứ tưởng mẹ có con trai là bác sĩ đã là ngon lành lắm rồi chứ nếu vậy thì không cân xứng với gia đình mình lắm đâu dạ phải vậy ra nhà đó có tới ba người là bác sĩ luôn sao ờ à, ông nội cô ấy thì đã qua đời rồi ờ à, à, con đang bận học phải không? À, thôi được rồi mẹ không làm mất thời gian của con nữa. học xong rồi ngủ ha. dạ thưa mẹ. À, học đi. À. À. Mình ơi, mình ơi, mình ơi. Mình ơi. Ừ. Cả nhà làm bác sĩ luôn. Ông nội, ba rồi em trai của nó đều làm bác sĩ hết đó. Cô bé hồi Chiều đó hả? Ờ. <laughs> Vậy sao? Vậy thì gia đình mình thấp hơn họ nhiều quá rồi. Nhưng mà tê gia nhà mình cũng là bác sĩ đó còn gì. Con trai nhà chúng ta vừa đẹp trai vừa tốt nghiệp trường đại học danh tiếng mà. Ê... Nếu như anh hai còn sống thì tốt biết mấy. Thôi đừng có nói lung tung nữa, mau nằm xuống ngủ đi. <laughs> Đúng rồi, cũng nhờ có em mà thế gian nó mới nên người như vậy. Em đã tốn rất nhiều tiền để nuôi nó đi học rồi còn gì. Cô em kìa. À, u chu với xích bên thì chưa đứa nào tốt nghiệp được đại học. Đau lòng quá. Chỉ cần sống tốt là được rồi. Cũng mong là như vậy. con về rồi nè Mấy người ngồi ăn với con ở bệnh viện hồi trưa là ai vậy? Mẹ nhìn thấy rồi hả? Mới thấy sau lưng thôi À Ba mẹ của anh Tây Giang đó mẹ 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 xin lỗi Xin lỗi Mẹ không có ý Mẹ không có ý đâu con à đây là lần đầu tiên trong đời con bị mẹ đánh đúng không mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi mẹ biết mẹ sai rồi tại mẹ hơi bất ngờ cho nên mẹ người bất ngờ là con đó mẹ con đã làm chuyện đáng bị đánh sao không phải không phải đây rõ ràng là lỗi của mẹ con à tại sao lại như vậy bệnh của bà nội con đang trở nặng hơn mẹ thấy rất là thất vọng khi con làm như vậy có bằng con không có bằng được sự thất vọng của con đối với mẹ không mẹ xin lỗi tại mẹ giận quá nên mới làm như vậy cậu ta đưa cả ba mẹ tới tận bệnh viện để gặp con như vậy mẹ quá giận vì cậu ấy dám giới thiệu ba mẹ với con tại vì mẹ quá giận mẹ giận anh tê gia chị làm như vậy nên mẹ đánh con sao mẹ đã nói xin lỗi con rồi kia mà yuri à yuri à क्यों जी mẹ làm cái gì vậy bà nội con sao rồi lúc con tới bà nội đã ngủ rồi mình à tối nay em ngủ lại bệnh viện nha đã có người coi sóc mẹ rồi mà. Hôm nay hình như tình trạng của mẹ không được tốt cho lắm. Em ở lại đó có lẽ sẽ tốt hơn đó mình à. Tình trạng của mẹ thế nào? Sao anh không nghe nói gì hết vậy? Hơi thở của mẹ hình như không được đều như trước. Vậy sao? Vậy sao không có ai báo cáo với anh về chuyện này hết? Thôi để anh cùng đi với em. Sáng ngày mai, à. anh còn có một cuộc học quan trọng không phải vậy sao? Để em đi được rồi, anh đừng lo. ê mình tới gặp cô ấy trước có phải hơi thất thế không ráng thêm một ngày cô sao ơi tự nhiên thấy nhớ cái con nhóc đó ghê ê ráng đi mình như vậy chắc cô ấy sẽ sợ lắm ôi thôi tắm cái rồi đi ngủ Kim Sức Minh! Làm bạn gái tôi đi! Tôi nói là tôi muốn quen với cô đó, Kim Sức Bình. <laughs> 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 đang làm gì ta đang làm gì ta Xịt bên của tôi đang làm gì ta <laughs> ê thấy nhớ cổ ghê á <laughs> hôn sự này không được tuyệt đối không thể được nếu như chủ tịch qua đời cậu vẫn muốn cưới sao bác à tôi là một bác sĩ chứ luôn theo dõi bình tình của chủ tịch mà chỉ cần là không có cú sốc nào dẫn tới tình trạng xuất huyết não thì sẽ từ từ hồi phục thôi tôi đã nói tôi không thể chấp nhận rồi mà cháu thành thật xin lỗi Mẹ. Mẹ. Ừ. Ừ. Con Con có chuyện này muốn nói với mẹ cho nên mới tới đây. Con muốn nói chuyện gì? À, phụ nhân mới tới hả? Mẹ nghe con nói được chứ. Ừ cho dù mẹ cứ nằm như vậy, hai đứa đó vẫn cứ kết hôn. Sao? Mẹ à, để tôi gọi bác sĩ. Mẹ à, mẹ hôm nay em ngủ lại bệnh viện. Sáng nay sức khỏe của mẹ không được ổn cho lắm. Em thấy em nên ở đó thì tốt hơn. Hô hấp của mẹ hình như không được ổn cho lắm anh à. Mau mau gia tăng đồng độ, rồi đi lấy thêm thuốc. Dạ bác sĩ. Không có vấn đề gì chứ. Sao tự nhiên bệnh nhân lại như vậy chứ? À, lúc đó phụ nhân... Lúc đang ngủ, tự nhiên lại thức dậy, rồi sau đó mẹ tôi cảm thấy khó thở. là ba mẹ anh Tây giang à. tối nay chỉ còn cách là chúng ta theo dõi thôi tôi biết rồi tối nay tôi sẽ ở lại đây canh chừng cậu đi làm việc đi dạ yeah. à. cô hộ lý trong vài một lát đi à, dạ Chắc nãy giờ em sợ lắm à. Tại em mà ra. Tất cả cũng tại em mà ra. Em nói cái gì vậy? Vì lo lắng cho mẹ nên em mới tới. Nhưng hình như có tiếng động cho nên mẹ thức. Vì lo lắng cho vấn đề của Yuri nên em không thể nén nổi. Lỡ nói với mẹ về chuyện hai đứa nó muốn kết hôn. Cho nên mới xảy ra chuyện này. Tại em suy nghĩ quá nông cạn. Tất cả là tại em. Chuyện đó thì sao trách em được? Hứng? Cũng may là lúc này có em ở đây cho nên không sao. Em đừng tự trách mình như vậy nữa. Cũng vì em tới đây quá vội vàng, anh cảm thấy không được yên tâm nên lập tức đuổi theo em. Lần này như vậy là may rồi. Phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao anh? Mẹ lại mất đi ý thức rồi bây giờ phải làm sao đây mẹ sẽ khỏe lại thôi bà em đừng quá lo em cảm thấy đau lòng quá dù có thiếu suy nghĩ tới cỡ nào nó cũng đâu thể làm như vậy càng nghĩ lại càng cảm thấy giận nó mà à, tâm lòng của em nhân hậu lương thiện như vậy sau này khi mẹ bình tĩnh lại mẹ biết nhìn nhận điểm này của em thì tốt quá không được tất cả là tại em Đúng ra em không nên đứng về phía của Yuri như vậy. Tại em suy nghĩ quá nông nổi mà. Bình tĩnh lại đi. Em như vậy anh lo lắm. Nếu em cứ như vậy rồi để cho bị bệnh thì anh thật sự mệt mỏi lắm. Bình tĩnh đi. Mình à. Em đi một lát rồi về ngay. Được rồi. Chắc em quảng sợ lắm. Đi một lát kêu bình tĩnh lại. Có anh canh chừng rồi. cô vẫn còn ở đây sao à, dạ thưa phu nhân chắc là bây giờ chủ tịch đã ổn lại rồi hả cầm đi dạ kể từ ngày mai tan sợ xong thì không cần tới nữa cầm đi mau lên dạ à... ờ <laughs> kim sức bên có ở đây không dạ tôi đây Hả? Hả? phiên cô ký tên giùm tôi ờ à, dạ nhưng mà cái này là sao vậy à ở đây để có một tấm thiệp nè cô cứ mở ra xem à, cô ký tên giùm đi à... Chỗ này là bao nhiêu cây vậy chứ? Dạ, hình như là một ngàn. Một ngàn cây hả? Dạ. Cảm ơn cô nhiều. À, dạ. Xếp bên, xếp bên, kim xếp bên. Anh muốn tốt với em như mua ngàn gì sao? Tối hôm nay, anh mới dùng một ngàn đóa hồng để thay thế. Em chờ anh nha, anh sẽ tới đón em. Không phải vì anh nhớ em đâu, mà vì qua quá nặng cho nên anh sợ em đem lên xe buýt không được thôi Anh sẽ tới liền Chờ anh đó Wow Cái gì vậy hả Trời ơi tôi ngưỡng mộ cô quá à Chừng nào tôi mới nhận được như vậy chứ Ây, Trời ơi Đẹp quá đi Hình như người này thật sự rất là thích cô luôn đó Hây, còn không biết chụp tấm hình gửi qua cho mình nữa không biết điều gì hết hay là thích quá nên ngất xỉu luôn rồi <laughs> Ờ, xếp bên hả? Ờ, anh ba hả? Em làm anh thật giấc phải không? Ờ, nãy giờ đang ngủ nè Hả? Đi về rồi Nặng quá sao về được chứ Có thể dùng xe đẩy hàng đưa đi mà Đưa đi rồi Ừ Nhưng mà cái này là gì Cảm ơn anh nha gì đây Em đang yêu hả Không phải gì mà không Người keo kiệt như em Chẳng lẽ là tự mua Gì vậy Phải nói sao với mẹ đây hả anh Em nói anh nghe thử Người đó làm nghề gì Đã nói không phải rồi mà Xin lỗi làm anh thức Thôi anh vào ngủ đi ha À Đúng là thơm thiệt <laughs> Em Nói anh nghe thử coi Chỗ này khoảng bao nhiêu cây Một ngàn cây <laughs> Một Chỉ cần Nghĩ tới lúc qua tàn Thì mình phải cẩn thận Giữ lý niềm hạnh phúc Mà mình đang có Ngay chính trong lúc này Ôi trời ơi, sao mà đẹp quá vậy? Ôi trời trời trời. Ôi trời ơi, đẹp quá đi. Ôi, để ngửi thử coi. Ôi trời ơi, thiệt à. Ôi, thơm quá. Ờ, ờ cô đang làm gì ôi, vậy? Mẹ, mẹ qua đây, mẹ qua đây nhìn nè. Hả? Ô, ô trời ơi, ô, ai để cái này ở đây vậy con? ai cái thằng này thiệt là... Ô, đẹp quá. Ô trời ơi, ô, ôi, đẹp, ô trời ơi hoa hồng ở đâu mà nhiều ô, dữ vậy mẹ ờ trời, ô. Kim một chút. Ôi, Ôi, đồ, con ngồi vậy cho mẹ hả gì vậy, vậy mẹ nhật mình sao vậy ờ à, à. À, tiền con kiếm được nhiêu à, là mấy đồng hả à, à. nè nè số hoa hồng ở ngoài sân là sao vậy ờ à, không có gì đâu mẹ con mau ngồi ừ. dậy đi Ai, con buồn ngủ quá mẹ ơi ngồi dậy ngồi dậy mẹ hỏi chuyện mau à. lên đã nói là không có gì rồi mà con đang yêu sao không phải đâu mấy tuổi rồi biết chuyện của Sua không mẹ ơi con đã nói là không phải mà đừng nói chuyện con bé nha mẹ à gì vậy mẹ ờ, con dậy rồi hả con ngoan Ngủ tiếp đi ha. Còn nói mẹ nghe đi. Không có gì hết, thật sự không có gì hết mà mẹ. Còn ngủ thêm chút nữa đi. mẹ, ừ. cô gái đang quen với Tề Giang đó, ừ. nhà cô ấy toàn là bác sĩ không đó, ông nội, tới ba với em trai đều vậy hết. Tề Giang nó cô bạn gái hả? đã giới thiệu ở trong bệnh viện lúc đưa chồng con tới đó khám. À, trời ơi biết ngay mà bởi vậy nó mới phản đối chuyện đi quay mắt đó. Nhưng mà một gia đình tốt như vậy chắc sẽ không chấp nhận Su A đâu hả? Sao tự nhiên cô nhắc tới chuyện đó vậy? Mẹ chồng cô nghe được cái bả giận à? à? hình như sách bên nó đang yêu. Sách bên nó đang yêu hả? Một đống quả ngoài sân là do sách bên nhận về đó. Ngoài miệng nó nói là không có, nhưng nếu không có ai lại đi tặng nhiều quá như vậy? Ồ à, thì đúng rồi. Nó có nói là người đó làm nghề gì không? Không biết, nó cứ luôn miệng chối nó là không có gì. Dạ tôi là Kim Tê Giang đi Người chăm sóc chủ tịch bây giờ có ở đó không vậy À phải tôi là người phụ trách Ờ à, thức đêm ở bệnh viện đúng không Tôi muốn hỏi thăm tình hình của chủ tịch sau rồi Dạ Bà nói sao Bà nói Tê Giang đã có bạn gái rồi hả Hôm đó con rể Kim với con gái tôi Đã gặp cổ ở bệnh viện rồi kìa Thì đó bởi vậy Hồi trước thằng Tê Giang nó cứ một mực phản đối chuyện đi quay mắt tôi đoán trước chắc chắn vậy rồi mà à, tôi đã có cảm giác đó từ lâu rồi sao đây bà định đi hỏi thẳng tê giang hả hồi nãy nó đi rồi nó nói bữa nay đi sớm sớm gì Cậu mặc dày hơn tôi tưởng đó. Chỗ này là đâu mà cậu lại tới vậy? bi nè. Chuyện sao đây? Hai người có lương tâm không hả? Ăn nói cẩn thận. Tôi đi xuống dưới trước. Chị cũng đi luôn đi. Em không muốn nhìn thấy mặt chị. tự nhiên tối hôm qua chủ tịch lại thấy khó thở sau khi nghe tin đó em cũng lập tức chạy tới đây ngay chờ anh chút nha dạ cháu nghe đây bà ở bệnh viện có chuyện gì hả cháu sao hôm nay cháu đi sớm vậy dạ ở bệnh viện có chút chuyện nghe nói cháu đã có bạn gái rồi hả dạ mẹ cháu nói đã gặp cô ấy ở bệnh viện cháu phải giới thiệu cho bà gặp Dạ, nói sau nha bà. về đây cho bà gặp mặt đi. Có gì để nói sau nha bà? Được rồi, chắc là cháu đang bận lắm. Được rồi, được rồi, bà biết rồi. Bà nhất định kiên nhẫn ngồi chờ tin tốt tới nhà. Dạ, cháu biết rồi. Ở nhà anh có chuyện gì hả? Hình như là mẹ của anh đã nói chuyện gặp mặt em cho bà anh biết rồi. Bà nói là muốn được gặp mặt em đó em phải tới nhà anh sao em vào đó đi nhanh lên dạ liên lạc lại sao con nói đi con muốn gì đây Ai, con có muốn cái gì đâu chứ mẹ vậy thì tại sao không nói cho mẹ biết chuyện đó chứ chỉ gặp nhau rồi nói một vài câu với lại đúng lúc vợ chồng con tới bệnh viện tình cờ gặp mặt cô ấy thôi mà mẹ con đừng có ra mặt nữa đợi sau khi cô ấy tới nhà mình mẹ sẽ tìm hiểu quan sát cho thật kỹ càng xem cô ấy là người thế nào con cứ ngồi yên đó đừng có ra mặt nói gì hết mẹ tê già nó là con trai của con mà gì hả ngày nào mẹ cũng nói là tê giang do mẹ nuôi do mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn nhưng con là người không ngủ cứ phải cho nó bú sữa đúng giờ đúng giấc lúc đó tâm trạng của con như thế nào mẹ cũng biết rõ quá rồi còn gì chuyện đó đã qua lâu rồi mà người thay tả cho nó cũng là con đây nè lúc nó đi học con cũng là người cho nó ăn bánh người nấu cơm cho nó cả đời cũng là con mẹ chỉ biết ngồi đó nói giỏi quá ta giỏi quá ta vậy thôi tê giang là con của con là do con nuôi nấng vậy chứ có ai nói không phải đâu con là mẹ làm sao không ra mặt cho hôn sự của con mình được? Tê Giang là con cả của nhà mình đó mẹ. Cũng chính vì vậy mà hôn sự của Tê Giang nhà mình mới là điều quan trọng hơn hết đó. À, dạ, thôi được, cô biết rồi. Con đó thiệt tình. Chỉ biết nói với mẹ ruột của mình về chuyện của cô con dâu tương lai. Ý của tôi là, tại sao lại không nói câu nào cho tôi biết về chuyện đó? Sua, mau lên đi. Hôm nay bà ngoại đưa cháu đi học hình như bà ngoại đang rất tức giận chắc tâm trạng của bà không vui chắc vậy rồi ừ. lúc còn ở ngoài đường với bà nhớ hát cho bà ngoại nghe nha biết chưa con con biết rồi <laughs> thưa mẹ con đi học ừ, đi học ngoan nha dạ thưa phu nhân chắc không phải đang làm việc ở nhà người khác đó chứ tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi Trung tâm giới thiệu có đưa ba người tới, nhưng mà không ai làm tôi hài lòng hết. Dạ, thật sự không được đâu. Chỉ hai ba lần thôi. Tại vì tôi chưa tìm được người, tôi sẽ mau chóng tìm người khác. Hả? 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 Ờ, ờ... Ờ, alo... Gì không? Sao? Chúng tôi tới đủ đó, rồi. Này. đó Còn... Hôm nay chúng ta phải xem mẫu mới mà. À, vậy hả? À, nửa đêm hôm qua tôi có một chút chuyện và mệt quá. Giờ cuộc họp lên buổi chiều giùm tôi nghe được không? À, lát nữa gọi lại cho. À, à, sao buồn ngủ dữ vậy? Ờ. À. À.